À, Long mến chào quý cô chú anh chị yêu cái cảnh cái bonsai nghệ thuật trên cả nước. Thì hôm nay là ngày thứ ba quý vị, thứ ba ngày 22 tháng 6. Thì Long có đến vườn của anh Khanh, sinh vật cảnh Tuấn Khanh ở Bình Thuận. Thì chắc hẳn quý anh chị mình theo dõi kênh cho Long chắc hẳn biết đến vườn của anh Khanh rồi. Thì nay Long ra giao lưu tại nhà vườn của anh Khanh quý vị. Thì trước tiên thì quý anh chị mình xem clip này, mong anh chị mình cho Long cùng với nhà vườn Tuấn Khanh một like để giúp quyển video được tiếp cận nhiều người xem hơn quý vị nhé. Đó là cái động lực to lớn để mà quý vị ủng hộ nhà vườn đó quý vị. Thì clip lần này Long đã nhìn sơ qua những cái tác phẩm mà anh Khanh đang chuẩn bị để mà giới thiệu đến quý anh chị mình trong clip ngày hôm nay. Đa số là những cái tác phẩm mà tự làm quý vị. Xin với cảnh Tuấn Khanh thì có cái là cái nguồn cây nghệ thuật, những cái tiểu cảnh thì anh Khanh tự làm, và là cái giá cả thì chắc hẳn quý vị mình xem những clip trước chắc hẳn biết đến rồi. Thì không để quý anh chị mình đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem chi tiết khu vực này quý vị này. Anh Khanh cũng đang làm những cái tiểu cảnh luôn á. Thì nay Long tới là đúng dịp anh Khanh nên đang còn làm dở, thì để về quay luôn cho nó tự nhiên quý vị. Chào anh Khanh ơi. Chào em. Dạ, thì sẵn anh đang làm thì em quay luôn, quay về cho nó tự nhiên. Anh đang ghép cái này vô nó đây. Tiểu cảnh, mấy cái tiểu cảnh anh Khanh đang làm và một số cái cây, một cây mà mới cũng rất là đẹp á, để gửi tới quý anh chị mình nha xem và giao lưu. Đây là những cái mẫu dạng giống như kiểu tiểu cảnh anh Khánh làm tạo tác rất là nhiều cái này, chứ không phải riêng cái này mà những cái này đâu, bên kia còn rất là nhiều này. Cái này anh làm là nãy giờ là làm cái này đấy anh Khánh hả? Đây cái bên này làm lâu chưa anh Khánh? Mới làm hôm qua. Hôm qua luôn hả? Cái sâu, cái cây này nó sâu làm được thác nước, còn cái này là trồng cho cái cây này. Anh làm để trồng cái này luôn hả? Cái núi hả? Cây vũ. Ồ, vậy là cái gốc nó nằm ở đâu ta? Gốc nó nằm ở đây, nó đứng lên, vũ xuống. Đang làm dở luôn á. Cái đó mình chặt xí hả? Chát ghép cho nó thành cái cảnh. Cái này bây giờ anh nghỉ tay chút xíu được không? Thì tay em thấy nhiều tác phẩm á, quay gửi tới quý anh chị mình giao lưu á. Rồi, ok. Như một cái tiểu cảnh này nhá, cái tiểu cảnh này còn về cây sâm núi này, khi mình hoàn thành nó, cái giá thân của nó khoảng bao nhiêu tiền anh Khanh? Tầm khoảng 2 triệu. Khoảng 2 triệu đấy. Cái tiểu cảnh này hết vài trăm ngàn với lại cái cây. Đó. Sâm núi mà làm theo kiểu liệu rủ quá hay. Sâm núi này sâm trái hả? Nghệ thuật luôn. Đó, như cái tác phẩm này là sẽ có cái oxy. Nước này hút thác chảy. Còn cái tác phẩm khô đó trồng rêu lên thôi. Rồi có cái cây nó ôm theo nách này. Dạ. Mình chưa ghép cây vào hả anh Khanh? Chưa. Rồi mấy cái này cũng đang ghép tiểu cảnh hết. Cái này mình đang làm dở đấy hả? Mới móc xong cái cây. Cây còn bên này thì cây bonsai hả? Và bên này thì cây bonsai. Còn nhiều cây bonsai và một cái tổ tiểu cảnh hoàn thiện rồi á. Anh Khanh có cái thước anh Khanh? Anh đo giùm em những cái tác phẩm ở đây, đo sơ cái thông số để anh ra xe lấy cái nha. Đợi anh đây quý anh chị mình nhìn số cái ví dụ giống như clip lần trước Long ghé ở Bình Thuận đó, thì Long quay gần như những cái tác phẩm đó bây giờ không còn nữa. Anh Khánh giao lưu rồi, giao lưu cùng mọi miền á. Clip này đặc biệt thì Long thấy có một cây nguyệt quế đẹp tuyệt vời luôn, là nữa sẽ quay kỹ tung Đài Loan ghép kim cương cũng rất là đẹp. Một số tác phẩm cây hải châu, cây linh sam, kim quýt, là nữa Long sẽ lừa ra những cái tác phẩm bonsai và những cái tiểu cảnh như thế này, quay cho kỹ, bảo giả nhân khen bảo giả cho quý anh chị mình. Như cái này mình đang cái demo trước xong rồi mình mới cắt mặt đá. Cái đấy đang làm luôn, đang gọt demo trước. Cái khái này, cái dự lớn này sau này hoàn thành chắc cũng khá tiền ha. Đó, như cái đó là như dòng thác rồi mình thêm một hai cục nữa. Còn cái này là cái dòng sông, cái này là cái bờ.
Đang làm vợ hả? Ừ. Cái này phải cắt đáy rồi nó mới mỏng nó mới đẹp. Ừ. Phải làm là chúng ta phải phải dùa cho nó mềm cho nó mình ở cái mặt đáy á hả? Ừ, phải để mô cục đá này là cục đá riêng nguyên khối hết. Dạ. Yeah. Đó. Nguyên một khối đá luôn à? Ờ, nguyên khối đá luôn. Sau này nó có thể mình làm cái dòng thác chảy từ cái nguồn này. Nguồn này chảy ra. Dạ. Rồi đây nó có một cái bể chài. Ôi, cái này thì để khi nào hoàn thành thì sẽ quay lại sau ha. Ừ. Bây giờ nhân cái mấy cái này là hoàn thiện hết nè, là chỉ là có máy khói, máy khói với lại cái motor nước. Đó hai sợi dây này. Cái bùm sung hả? Trên là cái bùm sung chào Phúc Kiến. Cái này những cái tiểu cần háng hóc nhìn rất có chiều sâu nữa quý vị. Cái đá này là cái dòng đá gì anh Khánh nhỉ? Đá da voi. Đá da voi. Thạch voi, thạch voi. Cái này thì cái này là cái lớn này. Ừ, cái mặt này thì có thể nuôi cá được luôn này, sâu hả? Ừ, sâu. Sâu lắm. Sâu 8 phân nuôi cá được. 8 phân hả? Cái này anh đo sơ về thông số dung anh được anh Khánh. Khay 90. Khay của nó đó là 90. Ừ. 90-50. 90-50. Cao 55. 55 tính mặt đáy á. Đây cái này thì nó có cái bùm sùm, cái trà Phúc Kiến rất là nghệ thuật. Nằm trên vách núi. Ở bên này những cái sâm hương nha. Đây là sâm hương. Sâm hương. Nó có cái nguồn thác chảy từ đây chảy xuống. Cái này mình kết hợp gắm điện với là cái ống tàu cái khỏi nữa nhìn nó đẹp. Trời trời mưa nên không có câu dây điện ra được. Dạ. Phải không mưa là câu dây điện ra để cho anh em coi. Cái này là cái lớn. Ví dụ cái này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền anh Khánh? À, cái khay tiểu cảnh này vừa nuôi cá mà vừa chơi cây luôn, là cây này là giao lưu anh em 10 triệu. 10 triệu ha. Này đó cái này là chiều dài của nó bao nhiêu? 90 50. 90 50 hả? Cao 55. À. Cái lớn, khay lớn, khay lớn quý vị ha. Còn ví dụ mấy cái khay bên này thì nó rẻ hơn nhiều ha. Ừ, mấy cái khay đá tí sơn này làm nó nhanh. Đấy. Giá thành nó cũng rẻ, cái này cũng nuôi cá được. Vẫn cũng có thác chảy. Nguồn thác nó chảy từ trên đây chảy xuống. Dạ. Toàn bộ những cái tiểu cảnh này là mình tự làm hết ha. Mình tự làm hết. Mình tận dụng cái nguồn đá phong thủy của mình. Ừ. Mình làm nên những cái như thế này. Như clip trước anh Khánh có quay được 4-5 cái tiểu cảnh như thế này thì giao lưu hết toàn bộ. Giao lưu hết anh em ạ. Đợt này cũng cố gắng là làm cái lớn cái nhỏ rồi giao lưu với anh em. Cái này nói chung là làm thì cơ bản cũng lấy cái... công thôi hả? Anh công thì anh Khánh hả? Ừ, lấy công thợ được thôi. Cái này là cũng có oxy nha, có thác nước. Cái này cơ bản là những cái nguồn đã tận dụng quý vị ạ. Đã tận dụng cái đá phong thủy anh Khánh nhá. Bây giờ là mình tận dụng làm nên những cái hòn nam bộ cũng rất là có hồn và duyên. Cái này anh đo sơ giúp em mấy cái này. Cái này khay 60. 65 nè. 65. 35. 35. Cao nó gần bằng 30 anh ta. Cao tới 30 à. Tại cái này tùy theo cái dáng đá à. Cái cao cái thấp 30. 30. Cái này nuôi cá được nha, sâu. Đợt trước cái khay mà mỏng không nuôi cá được á là giao lưu với anh em 3 triệu mốt. Còn cái khay này nó có motor. Nó lên giá thành chút và lại cái khay nó lớn sâu đó. À. Cái này là giao lưu với anh em là 3 triệu 7. 3 triệu 7 hả? Ừ. Tại vì cái motor với lại cái khay này nó sâu hơn hả? Sâu, nuôi cá nó chi tiết hơn. Hang hốc. Những cái cây này thì cây cũng nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. Sâm hương. Những cái sâm hương nữa quý vị. Cái này là 3 triệu 700k hả? Bên này thì đây cái khay lớn nè, cái khay này là mình chơi lâu rồi nè, rong riêu mọc đầy. Cái này là khay lớn rồi. Cái này thì nó ở trên này là cái sâm núi. Sâm núi. Sâm trái nha. Sâm núi trái luôn này hả? Ừ. Sâm núi trái nghệ thuật luôn á. Nó lòi ở cái vách núi này này. Đi lên, đi lên, đi lên. Đấy, nó hồi lại cái đâu ở chỗ này. Sâm núi trái. Rồi lính sam, lính sam 86 hay. Lính sam 86. Dòng lá nhí đó. Đây, tên này cũng cây lính sam. Tên này là cái sâm hương.
Cái này là cũng có thác nha. Cũng có thác, cũng có máy luôn ha. Còn cái ổ điện không? Lấy ổ điện ra cho bác cắm thử cái thác. Cái này cái lớn. Cái này chắc em phải đo thông số sơ dùng em kể anh xem. Hai mét hai. Mét hai. Cái lớn quý vị ạ. 70m2. Cao tính cây luôn là 80. Cao 80. Như cái tiểu cảnh này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền này anh hả? Cái này hả? Cái này là để cho anh em 12 triệu. Đây là cái lòng quay cái hộc nước đây nè. 12 triệu hả anh? Ừ. Cái lớn hả? Cái chiều này là mét 2 lần hả? Mét 2, 70. Cao 80. Cao 80. Đây. Cái hộc này là hộc motor nước. À. Đó. Tạm thời đại vậy. Lắp motor vô là bơm nước lên thôi. Ừ. Rồi cái này là giá là 12 triệu. Cái lớn, khay lớn. Mấy khay nhỏ bên này thì chắc rẻ hơn hả? Ừ. Cái khay nhỏ đợt trước mình bán 1,5-1,8 triệu đó. Ừ. Cái này là cái cũ hay là cái mới? Cái mới chứ. Mới làm sao? Cái mỗi cái dáng chồm nó khác nhau nhé. Dạ. Đây nè. Cái này là khoảng bây giờ cái này là chính xác là nó giá nó khoảng bao nhiêu hả anh? Chắc đợt này ship xiết đồ giá nó cao quá chắc lên giá một chút không đủ công. Dạ. Yeah. Cây này mà nếu mà giao lưu với anh em là tầm 2 triệu. Chứ đợt trước 1,8 triệu. Mà giờ 2 triệu hả? Ừ. Chứ làm cực công quá rồi không đủ chi phí. Dạ. Yeah. Thì có cái mỏm nó cho ra như thế này hả? Mỏm đá. Ừ. Nhìn đó là duyên. 2 triệu, 2 triệu một cái như thế này. Tới bên này cũng tiểu cần mini nữa hả? Đã, cũng mini luôn. Quay xong cái tiểu cần này thì sẽ quay qua bên kia những cái bonsai quý vị ạ. Tại tiểu cần bên này anh Khánh còn quá trời để quý anh chị mình lựa chọn. Cái này thì chắc ngang ngang cái kia anh Khánh. Ừ, hai cái một giá đó. 2 triệu luôn. Ừ. 2 triệu cái như thế này là những cái sâm nước nhìn nó rất là có tình, có chiều sâu. Nó anh đo một cái thông số sơ bao nhiêu hả anh Khánh? Cái này hả? 25-40. 25-40. Dạ. Cái khay hồi nãy mình chưa đo đúng không? Khay rồi chưa đo hả? Cái 60. 60-35. Cái này là 3,7 triệu là khác. À, ừ. 3,7 triệu. Đợt trước mình bán cái 3,1 triệu đó. 3,1 triệu nhưng mà khay khác. Cái này là 3,7 triệu hả? Ừ. Rồi. Bên này còn cái tiểu cảnh nào đúng không? Quay cho nó hết tiểu cảnh luôn. Đây. Bắt đầu nó quay có mấy cái tiểu cảnh ghép cây. Tiểu cảnh khô. Tiểu cảnh khô hả? Không nước. À đây là cái tiểu cảnh khô. Hải Châu nha. Cây Hải Châu. Đây là tiểu cảnh khô quý vị ạ. Hải Châu Bá Thân. Cái này thì cái cũng khá giá trị nên quay cái kỳ xử lý cây. Cái này là chủ yếu cái cây đẹp mình ghép cây lên đẹp. Cái tiểu cảnh để khô khô cho riêu cho nó mát mắt. Tiểu cảnh khô. Có những cái chùa này. Chùa hốc đá núi. Hốc đá. Đang quay cái mặt ở trước này. Tiểu cảnh khô quý vị ạ. Đấy. Hải Châu này cũng khá là giá trị rồi ha. Mấy cây này mình trồng chủ yếu là lấy cái khay mình trồng cái cây Hải Châu thì sẵn mình ghép lên bãi đá để cho nó đẹp. Trồng riêu luôn. Hải Châu này mà có trái nó mới đẹp tuyệt vời. Ừ. Bà Thân. Anh đo sơ anh bảo cái giá này nó khoảng bao nhiêu vậy anh Thân? Khay nha. Khay cũng lớn quý vị ạ. Khay 95. 95. chín năm năm. Cái Hải Châu được cao được bao nhiêu ta? Đo tăng cái Hải Châu được nha. 50. Cao 50.
tan tan cây luôn, không tan. Khuôn tàn 85 đó luôn, hình góc luôn này. Đấy, về để mình thì mình coi đỏ bên mình hành hành gì hành gốc là 33 nè. Hành gốc ở đó 33 hả? Ừ. Hành eo của cái gốc này đi. Một cột đại diện đi. Cột đại diện ha. 10 phân. 10 sen hả? 10. Ví dụ cái này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền? À, cái khay này là 5,5 triệu bao ship. 5,5 triệu cái khay này. Ừ. Khay cả cây cả khay đá. Cả cây cả khay bao ship là 5,5 triệu. Ừ. Cái hải châu này thì nó cũng ngoài ngoài 2 triệu hả? Hơn cho 2 triệu mua vậy nấu cây này. Dạ. Yeah. Rồi cả khay nữa. Rồi cả bao ship nữa là 5,5 triệu ha. 5,5 triệu. Bên này cũng là tiểu cảnh khô này. Đây nè, có cái khay này 70 nè. Khay 70. 50 70. Đó cũng cây Hải Châu. Hải Châu. Cái này thì một cột. Nhìn được trên xuống nó như một cái thung lũng á. Ừ, đây như cái thung lũng. Nó như một cái thung lũng á quý vị ạ. Cái này là thả đàn trâu nữa cho nó đẹp. Thả đàn trâu ở dưới nữa hả? Ừ. Hải Châu này khá hả? Một cốt liên lạc gần hết thẹo nè. Nhưng mà cái này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền vậy anh Khanh? Cái này ha, cái này toàn bộ hết bao ship cho anh em toàn quốc á là 4,5 triệu. 4,5 triệu một tiểu cảnh này luôn. Tiểu cảnh này. Ok anh. Như vậy nãy cái tiểu cảnh của mình mới làm cũng khá nhiều cái đó hả? Ừ, cũng mấy bữa giờ rảnh cho thợ nó làm tiểu cảnh. Dạ. Yeah. Rồi mình rảnh lúc nào mình ghép cây vô. Có chạy này, có mày chạy này. Cái này cây hải châu này khá 4,5 triệu cả cái khay này 4,5 triệu. Ừ. Ok anh. Đây nhìn từ trên xuống nó như một cái thung lũng ở phía dưới quý vị này. Bên này cũng vậy. Và bây giờ mình dành thời gian còn lại mình quay những cái bonsai anh Khánh hả? Ừ. Một size thì bên này, khu vực bên này còn nhiều. Đây, nãy giới thiệu kính chị mình. Uống trà. Đây, những tác phẩm cây bonsai. Cây Nguyệt Quế, cây Nguyệt Quế này đẹp quá. Anh giới thiệu cây Nguyệt Quế này trước đi. Bây giờ giao lưu với anh em vài cái cây. Đây quý vị, đây là tổng thể cây Nguyệt Quế này. Hôm bữa cũng cảm ơn Long đã quay làm cái clip cũng cây của mình cũng giao lưu anh em hết rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ cũng có 1-2 cây mới để giao lưu với anh em. Đo cái hoành eo nhỏ nhất nha. Dạ. Yeah. Hoành nhỏ nhất là 50. Hoành 50. Hoành eo nhỏ nhất á. Dạ. Yeah. Cây Nguyệt Quế đẹp quý vị ạ. Thôi hoành gốc này nó bự rồi khỏi đo đi, thế nó eo nhỏ nhất rồi. Giờ cái quanh cốt nhỏ này nha. Dạ. Cốt nhỏ này 30. Ủa rồi đó là 30. À, một cốt này 30. Chắc cái này chiều cao ha. 1 mét à, Long? Cao 1 mét hả? Phủ tàng 95. Phủ tàng là 95. Đây là quái kỳ cho quý anh chị mình xem này. Cái này, cái nguyệt này nó có một cái mặt đế đẹp tuyệt vời quý vị ạ. Liên lạc hết nha. Đấy không phải là cái gì, đây là cái đường gánh của nó thôi. Đây mặt đế này, quay cho quý anh chị mình xem cái mặt đế này. Mặt đế cái này đẹp tuyệt vời. Đều hết bốn mặt luôn. Đều bốn mặt luôn quý vị này. Cái này thì không bị cháy tuột anh Khánh nhỉ? Ừ, cái đó liên lạc nó còn ít đầu thèo á. Đầu thèo thì chắc chắn Nguyệt Quế này thì phải có rồi, nhưng mà nó cuốn như vậy là khá tốt rồi. Ừ, đang cuốn nhanh. Cột cân bự lắm nha. Đây, cái đầu thèo này. Cái mặt cắt như thế này là khá lắm rồi anh ạ. Nguyệt Quế mà. Cắt nó cuốn như thế này là khá lắm rồi đó. Cái phơm tàn là đứng xa mình quay nó đẹp, tổng duyên. Đẹp điều.
cột cân này quý vị, cột cân cái này to lắm. Ví dụ giống như những cái cột nhỏ ở ngoài này đã to hơn ngón tay cái luôn rồi này. Cột nhỏ ở phía ngoài nhá. Cái này cơ bản hoàn thiện thôi, do là nhặt sạch lá quay cho nó dễ á. Nhưng mà cơ bản là nó hoàn thiện rồi đó. Mặt để bốn mặt. Đều bốn mặt luôn. Cái nguyệt này thì nó nằm ở cái hàng nhiều tiền không anh Khánh nhỉ? Cây này hả? Dạ. Cây này giao lưu với anh em là 35 triệu. 35 triệu cây nguyệt này hả? Ừ. Này thì quay ở phía trên xuống một xíu cho nó kỹ một xíu. Đây. Có giao lưu là bao ship luôn nha. Cây này ship nó hơi nặng đó. Cái mặt cắt này thì nó cũng cuốn tốt luôn á. Cái này thì tương lai nó sẽ hết này. Tại vì cái cành ngọn này. Cành ngọn một cốt nó nùng ra. Đây. Liền hết. Cái chỗ này là cái mặt cắt hồi xưa mà nó cuốn hết theo luôn. Liền, không bị chảy tuột. Cột cân bự. Phần nhập ngọn luôn. 35 triệu hả? Cái nguyệt quế. Cái đế này nó có gì như mấy cây chậu xưa nữa. À cái chậu này cũng giá trị nữa hả? Chậu rồng. Cũng là hôm bữa bán cây me là giao lưu cây me là cũng trên cái đế này. Trên cái đế này nhưng mà cái chậu khác và cái như thể vào cái nguyệt. Ừ. À bữa trước là cái chậu là chậu cái mái nhà, cái hóa gì á. À, đây là chậu rồng, chậu rồng. Chậu này cũng giá trị á anh Khánh nhỉ. Ừ, cũng tầm tầm cái giá cỡ đó. 4 5 triệu. 4 5 triệu. Để về thì cây khoảng 30 này, cái chậu này 4 5 triệu rồi. Cây này nặng bao ship chu lắm, chua. Tiền cao. Cây này bao ship thì nó rơi vào khoảng tầm 3 triệu. 3 triệu tiền ship. Tại cái chậu nó lại đó so với cái chậu anh Khánh. Chậu lớn như vậy. Chậu 80. 80 hả? Ừ. Chậu rồng. Liên lạc hết không anh Khánh? Cái chậu đó. Liên chứ. Không bị lỗi lạc gì hết ha? Không lỗi. Vậy là chỉ chậu này không còn giá trị rồi. Chậu này là gọi là chậu xưa thôi chứ không phải chậu cổ anh Khánh. Chậu xưa cũng vài chục năm mà chứ nó không có mới. Chậu rồng. Hai thân cái nguyệt, hai thân rất đẹp. Rồi bên này một số cây bonsai ở phía bên này. Tùng kim cương này quý vị. Tác phẩm cây tùng kim cương. Đây cái tùng kim cương này nhìn nè. Tùng kim cương này thì quý anh chị mình biết tùng góc này góc Đài Loan à. À tùng thân Đài Loan, thân cây tùng là... Đài Loan ghép kim cương. Kim cương. Cuốn lượn này. Cái này ghép cũng lâu lắm rồi anh Khánh nhỉ. Ghép lâu à. Đây, cái mặt ghép này thì không còn thấy nữa. Mặt ghép lâu lắm. Cái này nó được cái eo lắc. Em đừng là cái này em quay cái form tang cho nó tổng thể. Đây form tang của nó vậy. Không còn con kèm nào nhỉ. Mặt đế đẹp lắm nha. Không bị chạy tuột. Nó vào được cái có này. Có này đẹp lắm nhỉ. Cái đó sớm với cái thông số cái này giúp em người khách. Quành yêu nhỏ 23. 23 thôi anh. Ừ. Quành đế của nó được quành đế 60. 60. Cao 60. Cao 60 luôn. Ừ. Phân tàng mét. Phân tàng của nó là mét ha. Ừ. Ví dụ cái tung kim cương rơi khoảng bao nhiêu tiền anh Khánh? Cái này là giao lưu anh em là 15 triệu 500 bao ship. 15 triệu 500. Một cái tung Đài Loan. Thân Đài Loan ghép kim cương quý vị. Kim cương thì nó không có cái dính đâu. Hiếm lắm.
Ra cỏ thì cũng cái nhỏ đó quý vị, nhưng mà cơ bản là cái này ghép lâu năm và nó hết kẽm rồi. Rồi ok, ở ngoài khu vực bonsai thì còn cây nào giới thiệu thêm nữa anh Khánh hả? Đây, giao lưu với anh em cây Hải Châu dán dán một chút, đang có trái. Hải Châu. À, ngoài đây còn cái Hải Châu. Châu cây này cũng nhỏ nhỏ thôi hả? Ừ. Trái còn trên trái. Gốc thì nhỏ. Cây này là về cảnh cho trái cho đẹp. Duyên cây, cây là duyên cây. Gốc có 10 phân. Có 10 cm hả? Cao 60. Cao 60. Phủ tàng 55. Ví dụ cây Hải Châu này rơi khoảng bao nhiêu tiền anh Khánh? Giao lưu cho anh em 3 triệu tư. 3 triệu tư. Cái Hải Châu này là có giá là 3.400.000 các vị. Là có bao ship rồi nha. Tại bao mình ship. Là bao ship hết. Toàn bộ là bao ship hả? Ừ. 3 triệu tư một cái Hải Châu như thế này. Quay được mặt này đâu. Lấy xoay lại đó, form sao. Dạ. Yeah. Đang đậu trái. Trái nhiều, cái này mấy bữa là thịt đỏ rực cây. Bên này thì lộc vừng. Lộc vừng là giao lưu nhiều tiền không anh Khánh? Cũng rẻ mà đang nuôi, đang làm mà nó đang yếu á, đang nuôi cho nó làm nhiệt lại. À. Cũng mới thay chậu. Cái này đều cái dáng nó quái quái giống thú nè. Dạ. Giống kỳ lân hay giống gì? Cái này bây giờ nếu như mà giao lưu hiện tại thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền anh Khánh? Cái này hả, cái chậu này, cái chậu xưa này cũng cỡ 2 triệu vô. Chậu 2 triệu. Ờ. Cây. Mấy con cây với chậu cỡ 10 triệu, cái giao lưu. Cây với chậu luôn là khoảng 10 triệu. Ừ. Cơ bản cái lộc vương này được cải là nó không có mặt theo hả? Nuôi giống kiểu nuôi từ nhỏ hay sao á? Cái này nuôi từ nhỏ rồi. Không có mặt theo luôn quý vị ạ. Nó liền tịt lên cái này luôn. Không có mặt cắt. Đây đừng xa xa ra này. Nó không có mặt cắt. Nó quỷ là quỷ ở chỗ đó. Đó, cái giá này, cây này cũng sâm hương. Sâm ngọc chứ. Ờ, sâm ngọc, sâm ngọc. Đó, mà nó lũ, nó cái form thì nó đẹp. Mà cái cây nó, bữa nó có cành lũ đó. Cây nhỏ, hẳn cây nhỏ. Mình ý. Form đẹp. Sâm ngọc vậy ạ. Đây là khoảng bao nhiêu tiền nên đây nè. Cũng giao luôn anh em 3 triệu. 3 triệu. Cây dáng quái. Liên sang. Vô chậu mỏng cũng 3 triệu luôn. 3 triệu luôn. Ừ. Liên sang thế này có giá là 3 triệu. Đó, dán quái quái. Có một miếng thẹo. Đó. Có cành bự bự hả? Ừ. Có cái này đáo điểm à? À. Liên sang ghép đáo điểm đúng không anh Khánh? Đúng. Đây nhìn cái mặt bóng là biển này, nó tím đậm hơn. Tím đậm. Tím đậm, còn mà nếu như mà sông hình thì nó khác. Còn miếng thẹo này đây. Mặt cắt hả? Nếu được cái củ này nó quái lắm. Vậy là cái này là cái dòng khai thác anh Khánh? Ừ, dòng khai thác. Nó hơi củ hay. Ghẹp, ừ. Mặt ghẹp này lâu lắm rồi nè. 3 chiều hả? 3 chiều. Nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ. Chậu mỏng đẹp. Về là chơi hoa thôi chứ không làm gì nữa. Ừ. Chỉ cắt cho ra hoa thôi. Cái này cũng đáo điểm hả? Ừ. Cái này thì nó cũng khoảng bao nhiêu tiền? Cái này ha? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Bộ rễ đẹp. Đáo điểm luôn. Giờ này chỉ phơm tàn lại chơi hoa thôi. Dạ. Yeah. Đâu có làm gì nữa. Đó, quên nè, bộ đế nè. Đó, bên này eo lắc. Nhìn cái đế này là sướng. 3.500.000. Cái hình xám như thế này.
ho nó ra nó còn trái không? Cái này nãy giờ quay mà cũng không có bảo sổ nha. Hồi nãy mình báo cái giá cái khay tiểu cảnh này giao lưu anh em chưa ha? Cái nào ấy? Cái này á? Cái này nè, hoàn thiện nè. Cái này hoàn thiện ha, cái này mới làm xong rồi nha. Ờ, mới làm xong rồi, mới bơm nước vô thử mà trời mưa đó. Ừ. Rút ổ điện vô trong rồi. Nó có khay nước, nuôi cá rồi bơi bơi cho vui. Để trong nhà. Nó là... Nhưng mà nó rơi vào bao nhiêu tiền cái này á? Cái này ha? Dạ. Giao lưu anh em 2 triệu 2. 2 triệu 2 hả? Ừ. Đá tai mèo đây nè. Đá cái nguồn đá đó đó hả? Ừ. Cứ cục nào nó có dán là cứ ghép lên. Dạ. 2 triệu 200k. Cái này là cái khay tròn hả? Ừ, khay tròn, cái dĩ đó. Nước cả được, cái này xấu nè. Ừ. Bơm nước được luôn mà. Bơm được, có bơm, có máy bơm luôn mà. Có máy bơm. À, đây máy bơm. Đó, máy bơm đang nó đang nằm sao, mình giấu sao. Dạ. Có thác. 2 triệu 2. Làm thác cực lắm. Dạ. Vậy cho mình quay thêm cây linh sam này để kết thúc clip này đi anh Khánh hả? Ừ, cây linh sam này hả? Dạ. Cái này cũng khá. Cây này là chỉ bấm phơm chơi thôi. Dạng quái hả? Ừ. Mặt để thì đẹp. Mặt để cái này đẹp lắm, trải đều lắm. Cái này cây cuối clip quý vị nhỉ? Tại cái thời lượng nó khá dài rồi, còn rơi vào 30 phút rồi. Quay qua coi cái góc này cho nó hết cây luôn đi. Sẵn rồi giao lưu anh em cây này luôn. Cột cân bằng ngón tay cái. Thì cái cột này bằng ngón tay cái hết này. Cái này to hơn, cái này bằng ngón tay cái thôi. Cái này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền anh Khánh? Cây này ha, 9 triệu. 9 triệu hả? Ừ. Dùng khai thác quý vị nhé. Để em quay cái mặt sau đây. Cũng hoàn thiện hết rồi, chỉ là... Ủa cái dòng này cũng là đáo điểm hả? Ghép đáo điểm. Ghép đáo điểm. Nhưng mà cây này được cải cái mặt để nó đẹp hả? Đây, mặt để nó quý vị nhé. Đấy, nó đẹp lắm. Mà cái đường thăng nó lắc cũng đẹp. Ừ. Đó, nó co xuống đẹp. Đường co này hả? Ừ. Cái này thì mình chỉ có tỉa mà chơi thôi. Ờ, tỉa cái phơm chơi thôi. Phải cho nó già già cành chút một tỉa. Hoa, phượng bạch hoa. Em đo sơ cái hình cái cây này được anh Khánh. Này với mày cái bên kia mình đo nha. Phải đo đại diện thôi. Thôi đo cái cây 9 triệu chứ mấy cây 3 triệu khỏi đo hả? 30. Mình là đo 30. À, cao 50. Cao 50. Phơm tàn 80. Phơm tàn của nó là 80 hả? Ừ, dĩ mỏng rồi nha. Mặt để cái này được cài mặt để đẹp. Để thiên nhiên đẹp. Rồi, thì clip tới đấy nó cũng khá dài rồi. À, chắc là mình kết thúc clip tới đấy luôn anh Khánh hay. Ừ. Thì Long cũng cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra một chút thời gian để mình xem clip tại vườn sinh vật cảnh Tuấn Khánh ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận quý vị. Mong rằng là tiếp tục quý anh chị mình xem ủng hộ cho anh Khánh, giao lưu cho vui ha. Cái này thì cơ bản anh Khánh làm những cái tiểu cảnh và những cái thì cũng làm lấy công thờ thôi. Các bạn thì quý anh chị mình xem clip trước là biết đó hả? Rồi thì có lẽ em sẽ kết thúc clip tại đây anh Khánh nhé. Ừ, bây giờ chào anh em mọi người, chúc mọi người có một sức khỏe tốt đẹp. Dạ, yeah, ok.